Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình cùng với Ngọc Lan ngày hôm nay. Như quý vị và các bạn có thể thấy là trên tay Ngọc Lan đây đó chính là một chiếc kình inox với trang bị và đó là bếp hoa sen. Và trên vai Ngọc Lan đây bình xịt điện COV20DB. Và bây giờ Ngọc Lan sẽ thử test máy cũng như là cho quý vị và các bạn cùng xem nào. Thực chất là bình xịt điện COV20DB này sẽ có áp lực phun như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ bật công tắc khởi động. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát thấy là độ phun xa bởi bếp hoa sen của bình xịt điện COV20DB. Và với bình xịt điện COV20DB này thì lực phun của nó sẽ mạnh hơn hẳn so với những các dòng bình xịt điện thông thường. Với bình xịt điện COV20DB này thì Ngọc Lan ước chừng tầm khoảng là độ phun xa của máy sẽ lên đến là tầm khoảng là 3 đến 4 mét nhé.